Gương là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình, là đồ nội thất nâng tầm đẳng cấp, sang trọng, hiện đại. Không thể phủ nhận việc treo gương đúng cách có thể mang lại tài khí, sức khỏe, may mắn cho gia chủ. Vì thế gương soi được coi là một thiết bị phong thủy nội thất. Hầu hết mỗi gia đình đều chọn một chiếc gương trang trí treo tường, không gian sự thoáng đãng, rộng rãi, đem lại nhiều ý nghĩa cho gia chủ. Cùng Na và Đô tham khảo ý nghĩa gương trong phong thủy.